Xin thân mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh youtube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu. ở Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889. nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà phụ kiện audio đăng lên mỗi ngày. Các bác và anh em thân mến ngày hôm nay thì em lại tiếp tục về được rất là nhiều những cái mẫu mã mạch phân tần loa cực kỳ khủng và gấu thế nên là em bày hết tất cả một loạt lên đây để quay lên giới thiệu cũng như là thông báo đến với tất cả các bác và anh em là những cái mạch phân tần này đã về. À, tổng cộng hôm nay thì sẽ có 4 mẫu các bác em nhé, 4 mẫu, trong đó sẽ có hai mẫu của hãng SRX là SRX 715 và SRX 725 và hai mẫu của hãng PA là mạch phân tần PA 3T, mạch phân tần 3 đường tiếng và mạch phân tần loa phun đôi PA25T Video này là vừa là một video thông báo cũng như là một video em giới thiệu lại những cái mẫu mã mạch phân tần này Để các bác và anh em những ai mà chúng ta đang muốn tìm một mẫu mạch phân tần để độ chế thay thế vào trong loa Cũng như là độ chế và đóng loa thì có thể tham khảo nhé Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em mẫu mạch phân tần của hãng SRX trước Đầu tiên là em về ma SRX715 Mã sản phẩm đây, SRX715 Đây là một mẫu mạch phân tần hai đường tiếng full đơn các bác nhá một bát một chép các bác và anh em có thể chơi được của hình là một bát và hai chép trên một mạch phân tần này cũng được cái SRX 715 toàn bộ những cái mạch linh kiện thì cực kỳ xịn xò và đẳng cấp như này các bác và anh em có thể nhìn rất là đẹp kể cả những cái bảng mạch đằng sau những cái mối hàn trên này chúng ta sẽ có là một hai ba và bốn cuộn cảm các nhá bốn cuộn cảm ở sợi đồng cực kỳ đẹp luôn em sẽ quay cận cảnh và tất cả những cái sợi đồng cuộn cảm các bác và anh em xem sợi đồng rất là to đẹp và sáng này lõi sắt từ bên trong này cái đẹp bốn cuộn cảm này và đây chúng ta sẽ có là bốn con tụ các bạn nhá, bốn con tụ. Trong đó thì sẽ chúng ta sẽ có là hai con tụ uh, 10 chấm, hai con tụ uh, 10 micro microfarad 250V, hai con này. Một con là một con tụ là 1.5 và một con tụ là 3.3. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một con trở xứ là 25W 12R các bạn nhé một con trở xứ rất là to đẹp ở đây này, SRX715 những uh, cái mẫu mạch phân tần SRX này thì đóng vào loa JBL thì cực kỳ tuyệt vời luôn mạch phân tần chuyên cho loa JBL rồi ngoài ra thì các bác và anh em sử dụng những cái dòng loa khác thì có thể là độ chế thay thế vào thoải mái nhá LF ở đây là được dành cho loa bát này cộng trừ âm dương này HF ở đây dành cho loa chép này các bác và anh em có thể chơi được cố hình là một bát một chép trên mạch phân tần này hoặc là một bát hai chép hai chép thì sẽ đấu chung vào một đường này nhá toàn bộ những cái mạch phân tần này thì em sẽ em sẽ hàn dây và tặng kèm các bác và anh em thế là các bác và anh em không cần phải lo là uh, cái này thì anh ở nhà anh không có máy hàn thì anh hàn kiểu gì em sẽ hàn sẵn toàn bộ hết dây cho anh em luôn về anh em chỉ việc đấu qua loa và chơi thôi đấy là SRX 715 và đây là mẫu SRX 725 em sẽ giới thiệu nốt cái mạch của SRX này xong báo giá luôn cả à, SRX 715 và 725 nhá đấy, mã sản phẩm là SRX 725 ở đây SRX 725 là mạch phân tần uh, full đôi các bạn nhá full đôi hai bát một chép đấy LF ở đây này LF ở đây là đường dành cho loa bát LF cộng hai đường LF trừ hai đường dành cho hai loa bát này HF ép ở đây là cho loa chép này có thể chơi được cấu hình là hai bát và hai chép hai chép đi chung hai chép đi chung ở đây ở đây chúng ta cũng sẽ có là một hai ba và bốn cuộn cả bốn cuộn cả Lõi sắt từ bên trong sợi đồng thì quá tuyệt vời rồi. và nói với các bác và anh em là cực kỳ tuyệt vời to đẹp như này bốn cuộn cả sợi đồng nào cũng rất là to đẹp sáng nguyên như này trên này chúng ta sẽ có nhiều con tụ hơn các nhé chúng ta sẽ có tổng cộng là đôi bốn sáu bảy con tụ cơ bảy con tụ trong đó là chúng ta sẽ có là hai con tụ đại 18.250V hai con tụ đại rất là to khủng ở đây này các bác và em nhìn. Hai con tụ đại 18 chấm rất là to đẹp này. Hai con hai con 4 chấm, hai con 4 chấm, một con 1.5, một con 1 chấm này và một con 5.6 ở đây. Một con trở sứ là 25W 28 g S 725. Hoàn thiện sản phẩm thì quá tuyệt vời rồi. Hãng họ làm thì rất là tuyệt vời. SX 715 và 725. SRX715 này thì mẫu mạch phân tần SRX715 này thì có mức giá hiện tại là 780.000 đồng mức giá của hai bảng mạch các bác và em nhé mức giá của hai bảng mạch 780.000 đồng còn SRX725 nó đắt hơn 100 000 là 880.000 đồng mức giá em báo đây là mức giá của hai bảng mạch và em sẽ bao ship cho các bác và anh em nhé toàn bộ mức giá là đã trọn gói rồi toàn bộ phí ship rồi các bác và anh em nhận hàng kiểm tra đúng hàng đúng mẫu mã như mà em quay lên giới thiệu thì mới phải thanh toán nhé SRX715 780.000 đồng SRX 725 là 880.000 đồng Giá bao ship mức giá của hai bảng mạch nhỉ? các bác và anh em cần một bảng mạch thì cứ nhắn tin cho em một bảng mạch thì em cũng sẽ bán đầy đủ cho các bác và anh em tùy theo nhu cầu của các bác và anh em đang sử dụng à, và xong mẫu của SRX bây giờ chuyển sang mẫu của hãng PA hàng PA thì cực kỳ đẳng cấp rồi đây là mẫu PA 3T mạch vân tần 3 đường tiếng mã sản phẩm PA 3T mạch vân tần loa 3 đường tiếng này. Mở đây là đèn là ký hiệu của media, đường dành cho nó mid này. In ở đây là đường nguồn vào này, đấy mạch phân tần ba quay ở đây. Bên này thì là woofer, đấy V là woofer là bass này, T là chép đấy, bass mid chép đầy đủ mạch phân tần 3 đường tiếng. PA, 3T trên này thì cái cuộn cảm của nó phải cực kỳ khủng và gấu các nhá. Rất là khủng, gấu sợi đồng thì cực kỳ to đẹp như này. Lõi sắt từ cũng to này, ba cuộn cảm. Ba cuộn cảm sợi đồng cực kỳ to đẹp như này. Ba cuộn cảm này, ba con tụ này, một con là 22 microfarad 250V một con là 3.3 một con là 12 chấm nha các bạn nhé toàn bộ đều là tụ đen hết à, tụ đen thì lọc tiếng cực kỳ chuẩn và hay rồi và trên này chúng ta sẽ có là hai con trở xứ với thông số là 20W 4R 7G và 20W 3R 3G có cả mạch tản nhiệt này à, mạch tản nhiệt cho phân tần, miếng nhôm tản nhiệt cho phân tần này và đây rất nhiều những con tụ điện các nhé rất nhiều những con tụ điện này giúp là giảm cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động ở công suất lớn Mạch phân Tần PA3T này thì chơi những cái dòng loa khủng, loa gấu thì cực kỳ hay luôn. Bát 40 50 chơi thoải mái, chơi tẹt bô luôn. Mạch phân Tần loa 3 đường tiếng PA3T. bên này là Mạch phân Tần PA25T, Mạch phân Tần loa full đôi các nhá, Mạch phân Tần loa full đôi. VK1 ở đây dành cho bát 1 này, VK2 dành cho bát 2 này. T là chép này, có thể chơi theo cấu hình là hai bát và hai chép, hai chép đi chung này. Toàn bộ là cuốn hún nhá. Quên mất chưa nói được các bác và anh em là của hãng PA thì toàn bộ những cái cầu loa này, đấy, cái cọc loa đều là cọc nhún nhá. Các bác và em chỉ việc nhấn xuống này, nhét dây và nhả ra, không cần phải hàn. Dây thì em tặng kèm luôn. Đấy. PA 25T cọc nhún này. In ở đây đường nguồn này, T chép này, vk 1 vk 2 dành cho loa bass này. Cũng sẽ có là ba cuộn cả, loại sắt từ bên trong, cuộn cả rất là to đẹp này. Ba con tụ với một con là 6.8, một con 3.3, một con 3.9, ba con tụ đen luôn. Hai con trở sứ với thông số là 20W 4R 7G và 20W 3R 3G ở đây. Cũng có một miếng nhôm tản nhiệt cho mạch phân tần và đi kèm với đó là rất nhiều những con tụ điện như này. em phải nhấn mạnh là những con tụ điện này rất là hữu ích trong mạch phân tần nó giúp giảm cường độ dòng điện đi vào loa để tránh tình trạng bị cháy loa khi hoạt động ở công suất lớn. Còn à, bây giờ em sẽ báo giá mạch phân tần PA nhé PA 3T này hiện tại đang có mức giá bao ship là 1 triệu 010 nghìn Mức giá của hai bảng mạch Đấy, Mức giá của hai bảng mạch bao ship cho các bác và anh em PA 3T mạch phân tần loa 3 đường tiếng một bát một chung một chép hoặc là một bát một chung và hai chép thoải mái cho các bác và anh em chơi Mức giá của hai bảng mạch là 1 triệu 010 nghìn đồng Bao ship toàn quốc nhận hàng kiểm tra đúng hàng và thanh toán Và tặng kèm dây cho các bác và anh em còn PA25T mức giá cả ship là 980.000 đồng 980.000 đồng một bộ hai bảng mạch PA25T mạch phân tần loa full đôi hai bát một chép hoặc là chơi được cấu hình là hai bát và hai chép Mức giá của hai bảng mạch 980.000 đồng Đấy. Vừa xong thì em vừa điểm danh cũng như là Báo giá đến với tất cả các bác và anh em bốn mẫu mạch phân tần cực kỳ chất lượng này Em sẽ báo giá lại một lượt nữa để các bác và anh em nắm rõ hơn nhé Về mẫu của SRX thì SRX 715 này Đấy, Mạch phân tần loa hai đường tiếng một bát một chép hoặc là một bát và hai chép chơi chơi, chơi trên một mẫu mạch phân tần này SRX 715 mức giá của hai bảng mạch cả ship là 780.000 đồng 780.000 đồng bao ship và hàn sẵn dây trời cho các bác và anh em và còn mẫu SRX 725 là mạch phân tần loa full đôi Đấy, LF là bát này HF là chép này mức giá là 880.000 đồng mức giá của hai bảng mạch bao ship và hàn sẵn dây cho các bác và anh em còn PA3T mức giá là 1 triệu 010.000 đồng Đấy, mức giá của hai bảng mạch bao ship và tặng kèm dây cho các bác và anh em cái này thì không cần hàng cái này thì các bác và anh em về chỉ việc nhấn xuống mà để cho nó nhét dây vào nhà ra thôi là rất là chắc chắn rồi không cần hàng em sẽ tặng kèm dây cho các bác và anh em một triệu không trăm nghìn pa 3 t còn pa 25 t mức giá là 980 trăm tám mươi đồng các bác và anh em nhé 980 trăm tám mươi đồng mức giá của hai bảng mạch này. bao ship và tặng kèm dây cho các bác và anh em mọi thông tin chi tiết về đặt hàng sản phẩm những cái mạch phân tần này thì các bác và anh em có thể nhắn tin gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 08 35 31 8 8 8 nhắn tin gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo và em xin kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả quý vị và các bạn các bác và anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại